Xin chào các ông đã quay trở lại với kênh Next Entertainment. Ngày mới đã đến và xin chúc các ông sẽ có một ngày làm việc thật hiệu quả nhé. Đừng quên đón xem các video mới nhất và hấp dẫn của chúng tôi để có những giây phút thư giãn. Hãy ủng hộ kênh một like, một subscribe để đội ngũ chúng tôi có thêm động lực nhé. Và bây giờ sẽ là nội dung chính của clip hôm nay. Như các ông đã biết, thế giới mà chúng ta đang sống là một quả đất khổng lồ quay trong hệ mặt trời giữa một vũ trụ bao la rộng lớn. Vẫn biết ngoài vũ trụ kia còn vô số những điều kỳ bí, nhưng trên chính nơi chúng ta đang sống là trái đất còn có rất nhiều bí ẩn mà khi nghe, khối người còn phải nổ da gà. Bởi vậy, trong video hôm nay, tôi sẽ bật mí cho anh em những bí ẩn mà khoa học hiện đại cũng phải bó tay. Kim tự tháp chưa hoàn thành của Zawiyat and Arian, Ai Cập. Kim tự tháp của Zawiyat and Arian đã được giới hạn hoặc đóng cửa không tham quan trong nhiều thập kỷ. Hành lang sâu 75 feet được cắt ra khỏi nền đá tảo vôi vững chắc. Các nhà khoa học vẫn chưa có lời giải là làm thế nào mà người Ai Cập cổ đại có thể làm được bức tường mịn màng như thế mà không có trợ giúp của công nghệ hiện đại. Kim tự tháp của Zawiyat and Arian được cho là sở hữu của một kim tự tháp lớn hoặc một lăng mộ của Pharaoh. Tuy nhiên, kích thước của hành lang này lớn hơn rất nhiều so với bất kỳ kim tự tháp nào được biết đến. Ngoài ra, trọng lượng của đá granite trên sàn cũng rộng và lớn. Nói chung, nó khác hoàn toàn so với bất cứ kim tự tháp nào ở Ai Cập và vẫn là một câu hỏi lớn với các nhà khoa học. Đom đóm đồng bộ. Thay vì nhấp nháy bất cứ khi nào nó muốn, những con đom đóm này sẽ bùng lên một lúc mỗi 1 đến 2 giây như một sự đồng bộ. Jonathan Copeland, một chuyên gia đom đóm của Đại học Nam Georgia, tuyên bố rằng nó có thể là một nghi thức nào đó. Tuy nhiên, không ai biết chính xác nó là gì. Đá Meredith. Viên đá này được tìm thấy vào năm 1872 ở thành phố Meredith ở bờ hồ Winnipesaukee, New Hampshire, Hoa Kỳ. Đá Meredith là một khối đá thạch anh. Điều đáng ngạc nhiên là chưa bao giờ có một viên đá thạch anh nào xuất hiện ở khu vực này. Đến giờ, nguồn gốc thực sự cũng như chức năng của viên đá này vẫn chưa được làm rõ. Mê cung của đảo Bonso Yayaski. Có rất nhiều công trình đá xoắn ốc trên đảo Bonso Yayaski, không ai biết chức năng chính xác của nó, nhưng ý kiến phần đông cho rằng mê cung này đã có thể được sử dụng cho các nghi lễ nào đó của một lễ hội hoặc như là một mẫu để dệt lưới đánh cá. Lăng mộ của Thành Cát Tư Hãn. Trong nhiều thế kỷ, mọi người đều tò mò về vị trí của ngôi mộ Thành Cát Tư Hãn khét tiếng. Nhiều khám phá đã được thực hiện ở Mông Cổ và Trung Quốc, nhưng không ai có thể chắc chắn nơi mà nhà lãnh đạo vĩ đại được chôn cất. Công trình xây dựng bậc thang tại quần đảo Ryukyu. Năm 1986, một nhóm thợ lặn đã tìm thấy một loạt các công trình kỳ lạ dưới nước, giống như các tòa kiến trúc gần quần đảo Yonaguni. Các đồ tạo tác đá có biểu tượng, cào và phù điêu khiến mọi người nghĩ rằng chúng được làm thủ công. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu vẫn đang tranh luận về chủ đề này. Ánh sáng đỏ trên Thái Bình Dương. Ánh sáng đỏ lạ này lần đầu tiên được nhìn thấy bởi Christian Van Hess. Người đàn ông này đã bay từ Hồng Kông đến Alaska trong chiếc Boeing 747-8 của mình khi anh nhận thấy một ánh sáng đỏ bên dưới anh. Ánh sáng này xuất hiện sau một tia chớp xa. Ngày này, hiện tượng này vẫn chưa giải thích được. Các nhà khoa học nghĩ rằng nó có thể là phản ánh của một vụ phun trào núi lửa bên dưới đại dương. Tảng đá tròn lớn ở Bosnia. Những tảng đá tròn và lớn này được tìm thấy nhiều ở vùng Tây Bắc của Bosnia-Herzegovina. Điều đáng ngạc nhiên là những quả cầu này luôn được tìm thấy theo bộ bà dưới dạng hình tam giác và được đặt theo hướng Bắc, Nam. Tuy nhiên, việc đưa ra lý thuyết về sự hình thành của các quả cầu ở Bosnia lại là điều bí ẩn chưa thể lý giải. Một số người cho rằng tổ tiên cổ xưa của chúng ta đã tạo ra những tảng đá này như những biểu tượng của các vật thể bên trên bầu trời hoặc như một dấu phân cách cho các đường biên của sự thống trị. Trên thực tế, nguồn gốc của các tảng đá tròn như quả bóng này ở các quốc gia khác nhau trên khắp hành tinh vẫn chưa rõ nguyên nhân. Trên đây là phần 1 của video những bí ẩn khoa học hiện đại chưa thể lý giải. Tôi chia ra như vậy là bởi trong phần 1 sẽ là những bí ẩn trong thế giới con người đang sống, còn ở phần 2 sẽ là bí ẩn khoa học hiện đại chưa thể lý giải trên chính cơ thể của con người. Nếu các ông tò mò thì đừng bỏ qua video sắp tới của tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.